Hãy xin chào các bác, chào mọi người các bác nhá. Đây, hôm lâu quay thì còn ba con điều hòa. Thì bán nốt cho các bác. Đây còn con quan bác có hàng hóa thì hôm nay mới đóng được. Công việc nhà nó rất bận. Nên các bác thông cảm nhá. Đấy. Bác đặt lâu phết thì nửa tháng ấy. Không anh em mà đóng gói nốt cho con Lati cho các bác ấy. Giờ mới xong, các bác nhá. Thì hôm nay anh em còn ba mẫu thì view trực tiếp cho các bác xem. Đây con mẫu này là mẫu mặt lạnh thì 9.000 này, 26 này, chạy ra giờ 32, mặt lạnh 9.000, còn đây lệch đầu, cục nóng là máy 10.000, nhé các bác nhé, 25, con này chạy ok này, chạy ra giờ 32, đã test chạy ok nhá, nó lệch đầu thôi, không vấn đề gì, test chạy ok, một con sản xuất 2016, máy 10.000, chiếu nó mặt nóng nó chạy luôn, máy 10.000 các bạn. Máy 10.000, 2016 thì em phân phối cho tất cả các bác với giá chỉ có 4 triệu rưỡi. Còn 2016 thì gồm điều khiển với giá treo bác nhá. Điều khiển giá treo, tặng cho bác một bộ dao đi. Nhà em thì cứ tri ân khách hàng liên tục. Đã bán rẻ lại còn có quà các bác nhá. Tặng cho bác một bộ dao. Ba con dao, ok cho các bác. Máy 10.000, 2016 tặng bộ dao các bác nhá. Mà lạnh 266 này. 26, 2016 chạy ra giờ 32. Cục nóng là 255. G255 2015 đều chạy ga giờ 32, đều chạy ok, đều tất chạy ok. Lệch đầu rồi lệch đầu nhưng đã tất chạy ok các bác nhá. Giá chỉ có 4 triệu rưỡi. Được tặng thêm một bộ dao, ba con dao hãng Kiwi các bác nhá. Các bác thấy giá có hợp lý không? Quá cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Máy 10.000 sử dụng trong phòng 13 14 m vuông tổ về. Chạy ga giờ 32 đời mới, sản xuất 2016 các bác nhá. Tiếp một con 9.000 2011. 21 lạnh 21 nóng 21 luôn. Ở nóng 22 không quan trọng, cái này ok. Chạy ok. Bác nhá. Máy 9.000 sản xuất 2011 đều tặng con dao điều khiển ra treo. Thì em phân phối tất cả các bác giá là 4 triệu 2. 4 triệu 2. Máy 9.000 sử dụng phòng 12 m vuông đổ về, tặng một bộ dao từ điều khiển ra treo các bác nhá. Đấy giá cực kỳ hợp lý luôn. Ok chưa các bác? Nhá. Tiếp một con máy 10.000 full tính năng. Một con mã X259A. Đấy, máy 10.000 full tính năng. Đấy, nâng nia dọn dàng Ecolavi Lalo. Con này cực kỳ gấu luôn. Con mã X259A. Đấy. Con này gấu cực luôn. Nóng nặng 29 cân. X259A, điện áp 100V, 1.1 dàn xanh biếc luôn. Dàn xanh biếc luôn nhá các bác nhá. Đó, những con máy 10.000 này em đang phân phối cho tất cả các bác giá 4.8 triệu, gồm điều khiển ra treo, tặng thêm một bộ dao cho các bác nhé. Đấy thì hôm nay em còn 3 mẫu thì view lốt cho tất cả các bác xem. 3 mẫu, một mẫu thì 10.000 2016 thì với giá là 4.5 triệu. Một con là máy 9.000 2011 thì với giá là 4.2 triệu. Một con 10.000 full tính năng X259 2009 2008 đấy, con hàng Bala full tính năng với giá chỉ có 4.8 triệu nha các bác nhá. Đều được tặng giao hết. Đều tặng giao hết, gồm có điều khiển ra treo hết các bác nhá. Với giá thì cực kỳ là yêu thương. Các bác cần inbox trực tiếp em, số điện thoại Zalo của em là 096 15 19122 thì còn mấy chục đơn của các bác thì các bác nhận dần. Thì hôm nay có cái đơn của bác Thanh Hóa thì em gửi đốt cho các bác. Ngoài còn đúng một đơn thôi, còn mấy đơn kia các bác đặt hết rồi thôi nhá. Đấy, có cần inbox cho số điện thoại Zalo của em là 096 15 19122. Ok, cảm ơn tất cả các bác xem video của em. Chúc các bác một ngày thật là vui vẻ. Tốt nhá. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều.